Mới đây, một tài khoản đăng tải một đoạn video một pha tát búa đi vào lòng người trong nhóm Tôi Yêu Cơ Khí. Khi ghi lại cảnh một người đàn ông tại xưởng nhôm kính giới thiệu sản phẩm kính cường lực với hai vị khách một nam một nữ. Để chứng minh cho lời giới thiệu về độ bền của kính cường lực, người thợ tại cơ sở này còn dùng cả búa gõ rất nhiều lần lên bề mặt kính, chứng minh độ bền của kính cường lực cho khách xem. Vừa kiểm tra độ bền cho khách xem xong, người thợ quay người, chỉ sang phần sản phẩm khác nhưng chưa kịp giới thiệu vì vị khách nam đi cùng âm thầm lấy búa làm theo. Éo le, người thợ tại xưởng nhôm kính dùng búa đập thì không sao, nhưng vị khách này thì test thử thì thấy kết quả hoàn toàn ngược lại. Tấm kính vỡ vụn chỉ đổ sau vài nhát gõ. Cả chủ nhà và khách cùng giật bắn người vì tiếng nổ của tấm kính. Tình huống trên đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chủ cơ sở giới thiệu hàng kém chất lượng, nhưng đa số mọi người lại cho rằng do người khách này đã làm sai cách gõ búa vào vận cảnh của tấm kính. Một số cư dân mạng khác còn hài hước bàn luận về việc ai sẽ chịu trách nhiệm với tấm kính vỡ này. Có người cho rằng chủ cơ sở phải chịu lỗi vì không giải thích rõ với khách. Cũng có người cho rằng vị khách phải đền tấm kính vì trong đoạn video thấy rõ cửa hàng treo một biển rất lớn, sai lầm nhỏ gây ra hậu quả nặng.